Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tằm. Cậu ấy là ở Paris, mà Paris là thủ đô của nước Anh chứ phải chơi đâu. Ông nói cái chuyện đấy làm cái gì? Cái chuyện này nói ra là có sao ngay đây này? Có sao đâu, vấn đề là nó nằm trong vấn đề. Đồng chí gô cổ hết cho luôn, cướp lại cho tôi. Tất cả đứng im. Ô sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hiu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Tiền là tiền nhiều khi không cần đến, tiền là tiền nhiều lúc đến như không. Tới nhà văn hóa Phương Vi, đi qua hai đống rác, hỏi cô Thi gọi hồn, ai biết được cháu ạ? Ôi, thế hóa ra 3 tháng đẻ một lần ạ. Ui giời. Như ngàn đóa hoa bờ môi cô đẹp hiền hòa kiêu sa. Tôi đã thôi giữ chức trưởng thôn và được cấp trên đề bạt làm phó chủ tịch ủy ban xã. Eo ơi, tám xịp rồi mà mới lên chức phó chủ tịch xã.